lòng chúng con sẽ vui ở trong tình yêu của Ngài, và mọi thứ đều sẽ không có nghĩa yêu chúng con thương Ngài. Danh vọng, địa vị, học thức, tiền tài
sẽ vô nghĩa nếu không có Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Và điều mà chúng ta cũng thưa với Chúa buổi tối hôm nay rằng tất cả chúng ta đang đối diện với sự hiện diện thánh của Ngài, và chúng ta thưa với Chúa rằng chúng ta yêu Ngài. Và chỉ có một lý do duy nhất là chúng con sống để chúng con thờ phượng Ngài. Xin Chúa diện với chúng con và làm cho buổi thờ phượng Chúa, tôn ngợi Chúa của chúng con buổi tối hôm nay như một của lễ có mùi thơm dâng lên ba ngôi Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus. Amen. Chúng con quý đồng đạo.